Xin chào tất cả mọi người, mình thân là Kazu của anh nhóm Tạm Bộ. Hôm nay hàng ngàn Việt Nam đặc biệt là Bồ Nế. Bây giờ là 7 giờ rưỡi á. Ngày bình thường hôm thức dậy 7 giờ rưỡi á. Bình thường là bạn không ngủ, nhưng mà hôm nay là phải đi làm việc sớm nên đi ăn sáng rồi nha. Vốn dĩ mình biết Bồ Nẻ, nhưng mà chưa bao giờ ăn Bồ Nẻ. Và mới biết Bồ Nẻ là mọi người ăn sáng nha. Thì mỗi đến Việt Nam này buổi tối thường thấy mọi người ăn Bồ Nẻ. Bồ Nẻ, Bồ Nẻ, cô party đẹp bờ Úc là thầm thấy thầm quá, thầm quá. Hương vị bơ này nè, chắc chắn ngon này. Là không có là bánh mì này. Vừa ăn bánh mì, vừa ăn thịt bò này nha. Ok. Bây giờ là đăng hỗn loạn.
làm bánh mì bò nè nè. Xong rồi, cái này là bánh mì đặc biệt của cá dư ạ. Siêu ngon nè. Cái này là 100 ăn thứ nha. Có giá trị 100 chắc ngon đấy. Cũng dễ là có sốt xà lách nè. À, cái này là ngon. Bên này là cảm thấy là bị trái cây nữa. Nè, hơi hơi ngọt. Còn vị táo nữa. Sốc này, thịt bò này, ốc đà này, chân hộp nhau, nem thịt quá ra, siêu chỉ có đồ ăn thôi thì chưa được nữa. Bánh mì này có một điểm đặc biệt, đó chính là cá sẽ làm bánh mì này nhé. Em giá trị cao hơn 100.000. Theo Google thì cửa hàng này là 4.6 điểm. Là theo khá dư nhé. Phải nhìn nhiều nè. Theo khá dư là 4.6 điểm. Giống nhau. Oishii. Khi mẹ thì ăn bò thì khỏe lành nha. Nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe nha. Bye bye. Mình thân là khá dù của nhóm đã bỏ. Bye bye.